Vụ cháy nhà máy sản xuất pin lithium ở Wasong sáng ngày 24 tháng 6 đã khiến ít nhất 22 người thiệt mạng. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh youtube của chúng tôi, nơi cập nhật những tin tức nóng nhất trong nước và quốc tế trong 24 giờ qua. Và ngay sau đây là nội dung chi tiết. Nhân chứng mô tả vụ cháy nhà pin ở Hàn Quốc nhiều bom rơi đàn lạc. Điều tra vụ nghi ném mìn vào người nhà đến đòi nợ, cho Bùi Đá phát hiện bị đặt camera quay lén bằng cách nào. Xe khách và xe tải tông nhau, hơn 40 hành khách may mắn thoát nạn. Nhân chứng mô tả vụ cháy nhà pin ở Hàn Quốc như bom rơi đạn lạc. Trang Global News dẫn nguồn tin từ chính quyền Hàn Quốc cho biết, vụ cháy nhà máy sản xuất pin lithium ở Wasong sáng ngày 24 tháng 6 đã khiến ít nhất 22 người thiệt mạng, trong đó có 18 người mang quốc tịch Trung Quốc, hai công dân Hàn Quốc, một người quốc tịch Lào và một người chưa thể xác định quốc tịch. Những nhân chứng có mặt gần khu vực nhà máy cho biết họ đã nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn ở thời điểm vụ án xảy ra. Tiếng động nghe giống như mưa đàn vậy, những tiếng nổ bôm bốp, những tiếng nổ đó kéo dài một lúc, sau đó khói đen bốc lên từ nhà máy. Những tiếng động nghe giống đạn nổ đã ngừng vào lúc 11 giờ 15 phút. Tôi thấy buồn khi những nạn nhân thiệt mạng ngày nào cũng đến nhà tôi làm việc để ăn trưa nhưng hôm nay họ đã không tới bà dung ốc gia nhân viên một nhà hàng nằm gần nhà máy nói với global news park dong hôn một nhân chứng khác kể ông nghĩ những tiếng nổ mà bản thân nghe thấy khi hỏa hoạn xảy ra ở nhà máy pin lithium giống như tiếng bom rơi đạn lạc trong chiến tranh những tiếng nổ đó rất lớn nó diễn ra liên tục thật buồn khi những công nhân nước ngoài thiệt mạng khi tới đây để mưu sinh mọi việc sẽ thật tuyệt nếu họ còn sống kiếm được thu nhập và sống hạnh phúc bên gia đình ông park nói ở một diễn biến khác, Đại sứ Trung Quốc tại Hàn Quốc Hình Hải Minh đêm 24 tháng 6 đã tới hiện trường vụ cháy. Khi được giới truyền thông phỏng vấn, Đại sứ Hình mong muốn giới chức Hàn Quốc nhanh chóng tìm ra nguyên nhân vụ cháy, khắc phục hậu quả và cung cấp mọi sự hỗ trợ cần thiết cho gia đình những công nhân Trung Quốc tử nạn. Điều tra vụ nghi ném mình vào người đến đòi nợ Ngày 24 tháng 6, thông tin từ Ủy ban Nhân dân phường Hà Lâm, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh cho biết, các cơ quan chức năng đang điều tra vụ nổ nghi do ném mìn xảy ra tại địa phương. Trước đó khoảng 14 giờ cùng ngày, tại khu 3, đồi cao Văn hóa phường Hà Lầm, có hai người đàn ông chưa rõ danh tính đi xe máy tới nhà ông Long với ý định đòi nợ tiền rồi xảy ra mâu thuẫn. Một lúc sau, hai người đàn ông đi đòi nợ bất ngờ phát hiện một vật được ném từ tầng hai nhà ông Long tới vị trí đổ xe máy của mình. Thấy vậy, hai người đàn ông hô nhau bỏ chạy. Chỉ vài giây sau có tiếng nổ lớn phát ra, chiếc xe máy của họ bị hư hỏng. Nguồn tin cho hay, ông Long nợ những người này khoảng 200 triệu đồng. Khi họ đến đòi nợ thì xảy ra vụ nổ nghi do ném mìn. Nhận được thông tin vụ việc, công an thành phố Hạ Long cùng các đơn vị liên quan đã tới hiện trường để phong tỏa và điều tra. Vụ việc không gây thiệt hại về người, những người có liên quan đã được triệu tập để lấy lời khai. bây giờ nếu như bạn ấy vẫn bảo là không phải bạn ấy thì em sẽ rất là em rất là hoang mang tính là ai và liệu là cái người đấy người ta còn có một cái video nào ở đâu đó không Châu Bùi đã phát hiện bị đặt camera quay lén bằng cách nào Việc Châu Bùi phát hiện camera quay lén ở phòng thay đồ studio chụp ảnh đang nhận về nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Nhiều người không khỏi lo lắng cho cô nàng, đồng thời cũng dành lời khen vì sự tinh ý và kinh nghiệm đã giúp cho Bùi phát hiện ra camera quay lén. Trước khi thay đồ, quan sát, kiểm tra phần tường, gương, những nơi hay có camera mà Châu được biết trước đó, tuy nhiên cô không thấy gì bất thường nên mới bắt đầu việc thay đồ. Thay đồ được 30 phút, Châu nhìn về phía cây sắt trong góc toilet, thấy có một vật thể màu đen lấp ló ở dưới chiếc khăn trắng. Ban đầu cô vẫn nghĩ là đồng hồ ai để quên, nhưng sau khi cầm vào thấy mặt sau đồng hồ nóng dậy lên, liên tục nhấp nháy khi bấm nút. Mình thấy có điều không lành, thật sự mình run bẩn bật vì bất an. Châu kể, Châu Bùi cho biết ngay sau khi phát hiện vật thể lạ, cô và team đã đặt nghi vấn, tìm kiếm trên mạng, rốt đồng hồ giả camera quay lén thì lập tức trình mẫu sản phẩm này đã hiện ra. Châu Bùi và team đã đi tìm mua thiết bị kết nối với đồng hồ camera để có thể chiết xuất hình ảnh. Khi đã đầy đủ thiết bị, team tiến hành chiết xuất video hình ảnh trong camera giấu kín tìm ra thủ phạm. Trước đó, được biết đây là nơi có nhiều camera nên ngay từ đầu đã kiểm tra các phòng có thể dùng để thay đổi. Chọn nơi kín đáo và an toàn nhất để thay đồ. Ngoài ra, đây cũng là studio mà cô hợp tác nhiều lần trước nên mới thấy yên tâm. Hiện tại, Châu Bùi đã làm việc với lực lượng chức năng để xử lý tình huống này theo đúng pháp luật. Có thể thấy, Châu Bùi đã rất cẩn thận khi thay đồ ở nơi làm việc cũng như là studio, nhưng mà cuối cùng vẫn không tránh được tình huống bị quay lén. Nếu một thời điểm phát hiện ra chiếc đồng hồ, cô tiếp tục nghĩ đó là đồ ai bỏ quên, không kiểm tra, thì không biết là sẽ có chuyện gì xảy ra. xe khách và xe tải tông nhau, hơn 40 hành khách may mắn thoát nạn. Sáng 25 tháng 6, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Bình Định thông tin về công tác cứu nạn cứu hộ trong vụ tai nạn giữa xe khách và xe tải ở ngã tư Long Mỹ, khu vực 7, phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn, Bình Định. Theo đó, vào lúc 0 giờ 56 phút cùng ngày, lực lượng cảnh sát cứu hộ nhận tin báo về vụ tai nạn giữa xe khách bị kiểm soát 18F và xe tải bị kiểm soát 77C tại ngã tư Long Mỹ, Thời điểm xảy ra tai nạn trên xe khách chở 43 người, vụ va chạm khiến cho đầu xe cabin khách bị biến dạng, vỡ nát, con xe tải bị hỏng phần thân xe. Tài xế xe khách là Phạm Hoàng Hải sinh năm 1979 bị thương mắc kẹt trong cabin nên được lực lượng cứu hộ giải cứu đưa đi cấp cứu. Thay hiện trường xe tải bị lật, vật liệu răm gỗ vương vãi ra khắp nơi. Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn khiến hai người bị thương, tất cả hành khách trên xe đều may mắn thoát nạn. Lực lượng chức năng đã khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn nói trên. Video giải cứu người đi xe máy mắc kẹt dưới gầm ô tô sau tai nạn. Người dân ghi lại toàn cảnh vụ giải cứu một tài xế xe máy mắc kẹt dưới gầm ô tô sau va chạm giao thông tại quận Hà Đông ngay trong sáng ngày 25 tháng 6. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 4 giờ 54 phút sáng sớm ngày 25 tháng 6, tại khu vực gần cầu Trắng, quận Hà Đông, Hà Nội đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến một nam thanh niên lao vào phía sau xe ô tô chở khách và mắc kẹt dưới gầm xe, không thể tự thoát ra. Người dân sau đó đã gọi cho lực lượng cấp cứu 115 tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, đồng thời báo tin cho lực lượng chức năng theo số 114 thuộc đội cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận Hà Đông đến hiện trường. Lực lượng cứu hộ cứu nạn chuyên nghiệp thuộc đội cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận Hà Đông đã dùng các thiết bị chuyên dùng phối hợp với một nhóm cứu hộ khác cùng người dân đã giải cứu nạn nhân và bàn giao cho lực lượng 115 đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông. Toàn bộ cuộc giải cứu và đưa nạn nhân bị mắc kẹt dưới gầm xe ô tô diễn ra trong gần một giờ đồng hồ. Nạn nhân được xác định bị thương và có biểu hiện không tỉnh táo, nghi do sử dụng rượu bia. Khai lý lịch không trung thực, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Lào Cai bị kỷ luật. Ngày 24 tháng 6, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Lào Cai cho biết đã tổ chức hội nghị lần thứ 37 xem xét quyết định một số nội dung về kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ông Hồ Cao Khải, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh, bí thư đảng ủy, giám đốc sở tài nguyên và môi trường tỉnh. Tại kỳ họp, ủy ban kiểm tra tỉnh ủy thảo luận, thống nhất kết luận ông Hồ Cao Khải với cương vị bí thư đảng ủy từ tháng 6 năm 2020 đến tháng 11 năm 2021, chưa chỉ đạo tổ chức các cuộc họp riêng ban thường vụ đảng ủy để chuẩn bị nội dung cho các kỳ họp định kỳ của đảng ủy theo quy định. Các cuộc họp của ban thường vụ đảng ủy sở được họp lồng ghép với các cuộc họp giao ban lãnh đạo sở theo quy chế làm việc của đảng ủy họp mỗi tháng một lần, họp đột xuất khi cần thiết do ban thường vụ đảng ủy triệu tập ông Khải đã không kê khai sơ lược lý lịch xin đi công tác và lý lịch của người xin vào đảng về nội dung vi phạm bị kỷ luật quân đội của bản thân trong thời gian tham gia nghĩa vụ quân sự tháng 2 năm 1993. Những vi phạm của ông Khải đã ảnh hưởng xấu đến uy tín của bản thân và tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị nơi ông Khải công tác. Ông Khải đã vi phạm điểm H, khoản 1, điều 29, quy định 69 của Ban chấp hành Trung ương quy định xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, báo cáo, lập hồ sơ, khai sơ lược lý lịch, lịch sử bản thân không đầy đủ, không trung thực, khai lý lịch đảng viên không đúng đặc điểm chính trị của bản thân. Căn cứ quy định trên, Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Lào Cai đã tiến hành thảo luận, biểu quyết hình thức kỷ luật đối với ông Hồ Cao Khải bằng hình thức khiển trách. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tin tức thú vị mỗi ngày.